Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố quản Văn Dương 40 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Banglen, gọi tắt là công ty Banglen, Vũ Đức Tĩnh 43 tuổi, cố vấn công ty, Nguyễn Thị Như 39 tuổi, tổng giám đốc, Nguyễn Thanh Vân 32 tuổi, kế toán trưởng, Nguyễn Văn Minh 33 tuổi, lao động tự do về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương đứng ra thành lập công ty Banh Lên và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Riêng bị can tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu. Các đối tượng còn lập ra 70 phó chủ tịch, Tổng Giám đốc theo hình thức tự phòng quá trình hoạt động banh Len đã biến tướng huy động vốn dưới hình thức đa cấp rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư nhóm này còn tuyên truyền bán các dự án bất động sản dự án du lịch chưa được cấp phép đầu tư trong đó có dự án bất động sản tại xã hồng vân huyện thường tín hà nội các phó chủ tịch và phó tổng giám đốc nhận nhiệm vụ tư vấn thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty banh Len soạn sẵn để họ thực hiện cơ quan điều tra xác định một bộ phận nhóm lãnh đạo được tự phong chỉ làm công ăn lương làm việc theo chỉ đạo và không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số người trong nhóm cũng bỏ tiền đầu tư, thậm chí còn rủ người thân quen, bạn bè tham gia. Có đến 4.736 cá nhân đã ký hợp đồng nộp tổng số tiền là 464 tỷ đồng cho công ty. kế toán Banh Len khai dòng tiền thu của các nhà đầu tư đã được công ty chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện. Tĩnh được Banh Len chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung chuyển bắc cả, tức là biệt danh của Tĩnh trong công ty. Số tiền này Tĩnh đem đi mua bất động sản tại nhiều nơi như Hà Nội, Quảng Ninh. Còn Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như được chi hơn 5 tỷ đồng. Những lãnh đạo còn lại nhận lương cao từ vài chục triệu đồng hoặc nhận hiện vật. Tối 26 tháng 5, anh TL, người thân của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy Trung úy Tùng bị mất tích cách đây 2 ngày trong khi làm nhiệm vụ. Tình trạng lúc tìm thấy Trung úy Tùng đã tử vong. Anh TL thông tin, Vị trí phát hiện Trung ý Nguyễn Thanh Tùng là ở giữa sông Hồng, đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 300 mét, hướng về phía Thượng Lưu. Anh TL nói, sau khi phát hiện anh Tùng, chúng tôi đã liên hệ với lực lượng chức năng để khám nghiệm tử thi. Hiện anh Tùng đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện 108 để gia đình chuẩn bị hậu sự. Sự việc cũng đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 5, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, rồi mất liên lạc. Khoảng một tiếng sau đó, đồng đội của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị cùng gia đình đã nỗ lực tìm kiếm trên sông Hồng hai ngày qua. Mới đây, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ cao học đợt 1 năm 2024. Trong tổng số gần 600 thí sinh dự thi, có một thí sinh vô cùng đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Thành, ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, người đã quyết định chinh phục tấm bằng thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam ở tuổi 87. Chia sẻ cảm xúc về thí sinh đặc biệt này, Tiến sĩ Bùi Thanh Thảo, trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ cho biết: "Lần đầu tiên tôi xét hồ sơ của một thí sinh cao tuổi như vậy. Nếu không biết bác trước đó, tôi đã nghĩ thí sinh ghi nhầm năm sinh." Nói về động lực tham dự kỳ thi năm nay, Ông Nguyễn Tấn Thành cho biết, chinh phục những đỉnh cao trong con đường học vấn là mơ ước nung nấu từ thời trai trẻ của mình. Đặc biệt, từng là giáo viên đứng lớp từ năm 21 tuổi, ông lại càng ý thức tầm quan trọng của việc nỗ lực học hỏi và tự học tập suốt đời. Bởi sự học như chèo thuyền ngược nước, đứng im là đồng nghĩa với thụt lùi. Tuy vậy, do hoàn cảnh khiến ông không xuân sẻ con đường học vấn theo nguyện vọng của bản thân. Ông Nguyễn Tấn Thành kể, ông đỗ cử nhân năm 1972, sau đó đi học tiếp cao học tiểu luận tốt nghiệp cũng đã gần hoàn thiện. Tuy nhiên đến khoảng tháng 4 năm 1975, thầy hướng dẫn ông đột ngột qua đời, nghề nghiệp khó khăn nên ông không thể học nốt chương trình. Một thời gian sau, ông dự định học lại nhưng biến cố gia đình lại ập tới khi người vợ hiền mất sớm, bỏ lại bốn con nhỏ. Ông trở thành gà trống nuôi con. Con nhỏ nhất lúc đó chỉ mới một tháng rưỡi. Cuộc sống rất khó khăn, cái đói hiện hữu trước mắt, ước mơ của ông đành tạm gác lại tuy con đường học lên cao gập gành như vậy nhưng bản thân ông nguyễn tấn thành luôn nỗ lực tự trao dồi kiến thức ông được cấp chứng nhận của các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước đủ tiêu chuẩn dạy nhiều loại ngoại ngữ như tiếng anh pháp đức italia hàn quốc nhật bản tây ban nha bên cạnh kiến thức chuyên môn là giáo viên ngữ văn vừa nỗ lực tự học và không ngừng học tập vừa nuôi bốn con ăn học là bài toán không dễ dàng cá nhân ông Thành luôn giữ vững quan điểm chỉ có học tập mới là con đường vươn lên bền vững và vinh quang nhất. Các con đã thiệt thòi do mẹ mất sớm, ông càng phải lấy mình làm gương để các con lấy đó làm động lực chinh phục các đỉnh cao trong học tập và cuộc sống. Đến nay, cả bốn người con của ông Thành đều có việc làm ổn định, ba người nối nghiệp giáo viên. Ông nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bản thân tiếp tục theo đuổi đam mê học tập. Ông Thành chia sẻ, đi học ở tuổi này đúng là có khó khăn nhưng phải quyết tâm vì ai cũng phải hoàn thiện mình mỗi ngày. Nếu đi trong muộn màng, trong gian khổ mà vẫn tới đích thì vẫn ý nghĩa. Con đường tôi vạch ra rất rõ ràng, không bao giờ rời lập trường. Ở tuổi 87, ông Nguyễn Tấn Thành cho biết bản thân không chỉ dừng ở mục tiêu chinh phục nước thang thạc sĩ mà còn có ước mơ dự định học tiếp lên tiến sĩ. Dẫu biết rằng điều đó sẽ có nhiều vất vả và thách thức. Ông mong có sức khỏe và tin tưởng rằng có đam mê và quyết tâm thì sẽ vượt qua được. Ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Bạc Liêu cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Tân Minh Luân, sinh năm 1980, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Tân Minh Luân không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng tháng 6 năm 2020, sau khi quen biết 5 người ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh thì luôn đồng ý hợp tác làm ăn chung. Đến đầu tháng 8 năm 2020, nhóm này quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào hàng với các mối làm ăn là đá thiên thạch. Sau đó có một người đàn ông tên là NTC, sinh năm 1967, ngụ huyện Thương Tín, Hà Nội. Sau khi xem video, đã đồng ý mua hai bên bàn bạc thống nhất giá bán viên đá thiên thạch trên là 250 triệu đô la Mỹ và chọn nơi giao dịch tại thành phố Bạc Liêu để tạo lòng tin cho ông C. Ngoài người trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, những kẻ còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên đá hiện đang làm ở cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau. Ngày 20 tháng 8 năm 2020, nhóm 6 người cùng ông NTC có mặt tại một khách sạn trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu tiến hành giao dịch. Do ông C không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên đá thiên thạch trên thì đưa cho nhóm này 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, các đối tượng quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn. Biết mình đã bị lừa nên ông C đến công an tỉnh Bạc Liêu trình báo. Qua kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, viên đá màu xám nêu trên không phải là đá thiên thạch mà là thạch anh thiên nhiên nặng 1,28 gram có thành phần hóa học chủ yếu là silic dioxit SiO2. Sau nhiều năm lẩn trốn khắp các tỉnh thành Tây Nam Bộ, vào tháng 7 năm 2023, ba người trong nhóm đã đến công an thành phố Bạc Liêu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do các đối tượng còn lại tiếp tục lẩn trốn nên ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến ngày 25 tháng 5 năm 2024, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp công an thành phố bạc liêu truy bắt thành công tân minh luân một trong ba kẻ bị truy nã khi đang lẩn trốn tại thị trấn củ chi, huyện củ chi, thành phố hồ chí minh. vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra và xử lý. Cơ quan điều tra công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp ở thôn Nghĩa, xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt 500 triệu đồng của nguyên bí thư chủ tịch xã. Sáng 27 tháng 5, Thượng tá Giáp Thành Trung, trưởng công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra thuộc công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng đầu năm nay, Phạm Văn Tiệp làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1963, nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch xã huyện Mỹ Đức, có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Ông C đã nhiều lần trao đổi, liên lạc đề nghị Tiệp rút đơn. Tiệp đồng ý với yêu cầu ông C phải đưa 500 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục làm đơn đến các cấp cao hơn. Do lo sợ, nên ngày 26 tháng 5, ông C đã mang 500 triệu đồng đưa cho Tiệp quá trình tiệp nhận tiền đã bị lực lượng công an huyện Mỹ Đức bắt quả tang. Đội cảnh sát hình sự thuộc công an huyện Mỹ Đức đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.